Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ tư ngày 19 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và trong chương trình thời sự tối nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Bế mạc hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Hưng Yên xuất hiện nhiều ca bệnh sốt xuất huyết. Phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện Phù Cừ. Tháo gỡ khó khăn thực hiện hỗ trợ lãi suất theo nghị định số 31 của Chính phủ. Hôm nay, hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 tiếp tục diễn ra với hai chuyên đề theo chương trình nội dung và bế mạc. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Bùi Thế Cử, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hảo. Các đại biểu tham dự hội nghị được các báo cáo viên của Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử truyền đạt hai chuyên đề, đó là chuyên đề về kỹ năng nghiên cứu phân tích đánh giá báo cáo kinh tế xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân, tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền các cấp, và chuyên đề về kỹ năng giám sát đầu tư xây dựng cơ bản của đại biểu Hội đồng nhân dân. Hội đồng nhân dân trong quyết định chủ trương đầu tư chương trình dự án các cấp ở địa phương. Phát biểu bế mạc hội nghị tập huấn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến khẳng định các nội dung chuyên đề được truyền đạt tại hội nghị giúp cho các đại biểu nhận thức sâu sắc hơn về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân trong hệ thống chính quyền địa phương, giúp đại biểu Hội đồng nhân dân có thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để áp dụng vào các hoạt động thực tế. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến đề nghị sau hội nghị tập huấn, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu sâu kỹ tài liệu và những kiến thức đã được cung cấp để vận dụng, thực hiện và rút kinh nghiệm trong thực tiễn hoạt động, không ngừng nỗ lực phấn đấu, tự học tập và bồi dưỡng kiến thức, trau dồi các kỹ năng hoạt động cho bản thân từ trong thực tiễn công tác để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu dân cử. Chiều nay, Ban điều hành đề án giáo dục quyền con người tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại Hưng Yên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 113 ngày 19 tháng 6 năm 2022 về việc đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong các nhà trường, cơ sở giáo dục. Cụ thể, ngành giáo dục và đào tạo đưa nội dung quyền con người vào hướng dẫn nhiệm vụ năm học, lồng ghép trong các công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức các cuộc thi, tìm hiểu pháp luật, tổ chức 4 lớp tập huấn với 632 cán bộ quản lý và giáo viên. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các ngành địa phương tiếp tục thực hiện đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân một cách nghiêm túc, hiệu quả, bám sát hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc giáo dục về quyền con người phải phù hợp với từng đối tượng người học, với bậc mầm non tích hợp trong các hoạt động trải nghiệm, bậc tiểu học tích hợp qua các môn đạo đức, tiếng Việt, hoạt động trải nghiệm, bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông lồng ghép trong môn giáo dục công dân, với các trường đại học cao đẳng đưa nội dung quyền con người vào tuần sinh hoạt công dân đầu năm tích hợp trong các môn học pháp luật. Chiều nay, tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động và chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện tỉnh Hưng Yên năm 2022. Triển khai từ trung tuần tháng 5 năm 2022, sau 4 tháng, hoạt động hè và chiến dịch thanh niên học sinh sinh viên tình nguyện năm 2022 đạt được nhiều kết quả tích cực nổi bật. Trong đó, chương trình tiếp sức mùa thi thu hút 780 đoàn viên thanh niên tham gia, hỗ trợ gần 4.600 lượt thí sinh. Chiến dịch mùa hè xanh thu hút 350 đoàn viên thanh niên tham gia, phối hợp với nhân dân các địa phương trên địa bàn tỉnh chung sức xây dựng điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi. Tổ chức tư vấn khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đợt cao điểm đã xây dựng khu vui chơi trường mầm non xã Tống Chân, huyện Phù Cừ trị giá 80 triệu đồng, trao tặng 3 công trình thanh niên cùng em đến trường, trao xe đạp gửi niềm tin và sân chơi cho em tại các trường học ở xã Đại Tập, huyện Quế Châu, tổng trị giá 200 triệu đồng. Ngoài ra, trao tặng hàng nghìn suất quà, phần quà cho đối tượng chính sách, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em, cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Gắn gần 300 bình hoa tại các phần mộ liệt sĩ, thăm tặng quà 6 gia đình thương binh, liệt sĩ tiêu biểu, 40 gia đình chính sách trên địa bàn. Sáng nay, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh tổ chức khai giảng năm học mới 2022-2023 và trao học bổng cho sinh viên. Năm học 2022-2023, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh có 950 sinh viên theo học thuộc 7 ngành nghề đào tạo gồm kinh tế, quản trị kinh doanh, kinh tế, quốc tế,
kế toán, tài chính ngân hàng, kiểm toán, hệ thống thông tin quản lý. Với chủ đề năm học là chuẩn hóa chương trình đào tạo, tối ưu hóa phương thức tổ chức đào tạo, đặt công bằng vào cốt lõi. Đây sẽ là mục tiêu để nhà trường đẩy mạnh hoạt động kiểm định đánh giá chất lượng dạy và học, thu hút sinh viên bằng chất lượng đào tạo, môi trường học tập năng động, trong sạch, không có tiêu cực, xây dựng trường trở thành trường đại học định hướng ứng dụng, có uy tín trong nước và trong khu vực về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Tại buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh cùng các doanh nghiệp đã tiến hành trao nhiều suất học bổng cho các em sinh viên vượt khó đạt thành tích cao trong học tập và các em tân sinh viên khóa 10 có điểm thi tuyển sinh đầu vào đạt cao. Bước vào mái trường trung học phổ thông chưa lâu, nhưng em Nguyễn Vũ Thu Hà, lớp 10A1, trường trung học phổ thông Nghĩa Dân được thầy cô và bạn bè yêu quý bởi tinh thần vượt qua khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập. Hà sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Em sống cùng mẹ ngoài 50 tuổi, thường xuyên đau ốm bệnh tật. Hiện nay hai mẹ con không có đất ở, phải ở nhờ nhà cậu ruột. Dù có nhiều khó khăn vất vả, nhưng Hà không hề nản lòng. Giờ học nào, em cũng chăm chú nghe giảng và hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài. Những kiến thức nào chưa hiểu, Hà chủ động hỏi thầy cô ngay để có thể nắm chắc bài học. Với sự chăm chỉ, quyết tâm, 9 năm liền, Hà đều đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp. Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023, Hà trở thành thủ khoa đầu vào của trường trung học phổ thông Nghĩa Dân với số điểm 26,85. Ngoài thành tích học tập, Hà còn là một người bạn rất thân thiện và hòa đồng, luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè, tích cực tham gia các phong trào thi đua của lớp, của trường. Bạn Hà là một người rất là chăm chỉ, thường xuyên giúp đỡ bạn bè. Về vấn đề học tập thì bạn ấy luôn đứng đầu lớp. Em thấy bạn là một tấm gương rất là sáng để em nói theo. Hiện nay đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết với số ca bệnh mỗi ngày liên tục tăng cao, nhất là các tỉnh phía Nam. Tại Hưng Yên, số ca bệnh sốt xuất huyết cũng có chiều hướng tăng nhanh với yếu tố dịch tễ phức tạp, hầu hết các ca bệnh trong cộng đồng. Từ tháng 8 trở về trước, tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh không ghi nhận ca bệnh sốt xuất huyết nào trong cộng đồng, thì nay mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 8 đến 10 ca. Số giường bệnh điều trị cũng luôn trong tình trạng chật kín với trung bình khoảng 40 bệnh nhân điều trị nội trú. Theo bác sĩ, hầu hết các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao kéo dài và có biểu hiện mệt mỏi, chán ăn. Một số bệnh nhân xuất hiện những đốm sốt xuất huyết dưới da. Trong đó có một số triệu chứng giống với cúm, sốt virus hay COVID-19 sẽ khiến cho nhiều người bệnh nhầm lẫn. Sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm do virus đanh gây ra và lây truyền qua mũi đốt. Bệnh nhân thường sốt rất là cao, 39-40 độ, trẻ em thậm chí nó có thể có co giật. Ngoài ra thì có biểu hiện khác như đau nhức mình mẩy, đau đầu, buồn nôn, nôn. Khác với lại cúm và các cái bệnh lây truyền đường hô hấp khác là sốt xuất huyết gần như là không có triệu chứng về hô hấp, ví dụ như ho, ngạt mũi. Hầu như là không có. Từ ngày thứ tư trở ra thì có biểu hiện sốt xuất huyết nó rõ ràng hơn khi mà nhiệt độ giảm xuống, nhưng bệnh nhân có thể xuất hiện những cái chấm nốt xuất huyết trên da. Nặng nề hơn thì có thể chảy máu mũi, chảy máu chân răng. Có những bệnh nhân thì có thể có xuất huyết nội tạng như là nôn ra máu đi ngoài phân đen. Dịch sốt xuất huyết có tính chất chu kỳ, thời tiết cũng tạo thuận lợi cho long quang bọ gậy phát triển. Cùng với đó là các biện pháp phòng dịch của người dân vẫn chưa đảm bảo. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cùng với cộng đồng trong phòng chống dịch sốt xuất huyết. Hiện nay thì dịch sốt xuất huyết đang lưu hành ở rất là nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có Hưng Yên chúng ta. Thì để phòng chống hiệu quả dịch sốt xuất huyết đối với cộng đồng, chúng ta phải nâng cao cái ý thức phát quang bụi rậm, khơi thông công rãnh, hạn chế hoặc là loại bỏ những cái vùng nước mà muỗi có thể đẻ trứng. Đối với người dân ấy, nên nằm màn tránh muỗi đốt, hạn chế làm việc hoặc đứng ở những cái khu vực mà có muỗi đốt vào chiều tối hoặc là sáng sớm. Khi mà đi lao động hoặc là đi học tập thì nên mặc quần áo dài tay hoặc đeo tất, hoặc là dùng các cái dung dịch hoặc những cái chất mà diệt muỗi hoặc là ngăn không cho muỗi đốt. Để dịch sốt xuất huyết không bùng phát, lây lan trong cộng đồng, rất cần sự chung tay nâng cao ý thức phòng dịch trong mỗi gia đình, đặc biệt là tích cực thực hiện diệt long quang bọ gậy, tránh để nước tù đọng trong các vật dụng sân vườn quanh nhà. Thiếu nước sạch là một trong những trở ngại lớn nhất ở xã Xuân Quan trong việc về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là xã duy nhất ở huyện Văn Giang chưa có nước sạch cho người dân sử dụng. Xã Xuân Quan, huyện Văn Giang là địa phương nổi tiếng với nghề trồng hoa cây cảnh.
Tuy nhiên đến nay, Xuân Quan là xã duy nhất trong huyện chưa có nước sạch cho người dân. Hiện nay xã Xuân Quan có khoảng 2.900 hộ với dân số khoảng 8.000 người. Người dân phải dùng nước ngầm do các hộ tự khoan giếng để khai thác. Việc thiếu nước sạch kéo dài trong khi nguồn nước ngầm ngày càng suy thoái, không đảm bảo chất lượng làm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người dân. Đặc biệt, trường mầm non Xuân Quan có khoảng 400 trẻ em. Các thầy cô không dám dùng nước giếng khoan để nấu ăn cho các cháu mà phải mua bình nước lọc. Mới đây, Ủy ban nhân dân xã Xuân Quan làm hồ sơ để xét duyệt nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên, việc thiếu nước sạch là nguyên nhân hàng đầu khiến xã chưa đạt được thành quả trên. Thực hiện nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ khóa 20 về chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Sau hơn một năm thực hiện nghị quyết, nhiều xã đã đạt được kết quả cao trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Nhật Quang là một trong 5 xã đang hoàn thiện các tiêu chí giao thông, cơ sở, trường lớp, cảnh quan môi trường đáp ứng tiêu chí nông thôn kiểu mẫu. Trong năm 2022, xã đã huy động nguồn lực được gần 28 tỷ đồng để đầu tư công trình phụ trợ thực hiện chương trình xã nông thôn kiểu mẫu. Ngoài ra còn có nhiều hộ dân đã hiến hàng trăm mét vuông đất thổ cư để làm đường giao thông, tạo cảnh quan môi trường sống. Nói chung là cái xóm tôi ở đây nó có hơn 20 hộ đều hưởng ứng tất. Gia đình nhà tôi thì cái chiều dài này nó hiến đất được cỡ 20 mét. Thế mà chiều ngang này là 1 mét. Thế mới tường thuê bao là nhà tôi cũng đều coi như tự nguyện. Tôi tập trung lãnh đạo chỉ đạo tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia hiến đất các cái công trình phụ trợ cây ăn quả để mở rộng các tuyến đường giao thông. Trong thời gian qua, Nhật Quang đã tiếp tục hoàn thiện tiêu chí về nông thôn mới nâng cao. Tiến tới Nhật Quang đã hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu vào trong năm 2022. Để nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, huyện Phù Cừ đã hỗ trợ trên 16 tỷ đồng cho các xã. Hiện nay toàn huyện có 14 khu dân cư thuộc 12 xã đề nghị xét công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Trong năm 2022, huyện Phù Cừ phấn đấu 6 đến 7 khu dân cư công nhận khu dân cư kiểu mẫu trong 8 tháng đầu năm 2022. Theo kết quả rà soát, người dân hiến tổng số trên 10.000 mét vuông đất thổ cư, đất nông nghiệp để làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước qua khu dân cư. Chúng tôi đã vận động nhân dân là đóng góp xã hội hóa, đóng góp xây dựng cái đường điện thắp sáng bằng năng lượng mặt trời. Thì qua thời gian mà sử dụng thì rất hiệu quả. Một vị trí cột móng đầu tư chỉ có 3 triệu rưỡi thôi. Thế nhưng nó rất hiệu quả và đem lại ánh sáng cho nhân dân. Nên nhân dân rất là phấn khởi. Để thực hiện mục tiêu nghị quyết đề ra, từ đầu năm 2022 đến nay, 5 xã được giao về đích nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện Phù Cừ, gồm Phan Sầu Nam, Nhật Quang, Tiên Tiến, Đình Cao và Tống Phan đã hoàn thiện cơ bản các tiêu chí. Huyện Phù Cừ đã hoàn thiện đề án xây dựng huyện đạt nông thôn mới kiểu mẫu để Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Qua hơn 4 tháng triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước theo Nghị định số 31 năm 2022 của Chính phủ, hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên mới được gần 140 tỷ đồng. Khó khăn trong triển khai giải ngân tiếp tục được ngành ngân hàng nhà nước tập trung tháo gỡ. Trong đó, nhiều khách hàng có nhu cầu được hỗ trợ lãi suất bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, hồ sơ cung cấp lại chưa đầy đủ hoặc ngành nghề kinh doanh không đáp ứng điều kiện hỗ trợ lãi suất. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các khách hàng hộ kinh doanh thường không được ghi nhận, theo dõi đầy đủ trên sổ sách giấy tờ. Do vậy, không cung cấp được đầy đủ hồ sơ, giấy tờ để đáp ứng điều kiện hỗ trợ lãi suất. Nhiều khách hàng gặp khó khăn trong việc đáp ứng đầy đủ chứng từ giải ngân theo quy định kinh doanh đa ngành, việc bóc tách lĩnh vực hỗ trợ lãi suất cũng như chứng từ chứng minh đồng vốn vay được sử dụng cho lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất gặp khó khăn. Hộ cá nhân có vay vốn tại các ngân hàng thương mại nhưng lại chưa có đăng ký kinh doanh nên không thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất. Đối với khách hàng là doanh nghiệp thì đa số các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thì còn chưa đồng nhất về mặt số liệu, ảnh hưởng đến việc đánh giá tính minh bạch và hiệu quả của dự án và phương án. Trong khi mà triển khai thực hiện giải ngân các gói hỗ trợ lãi suất này thì các ngân hàng đặc biệt quan tâm đến vấn đề tính minh bạch của số liệu tài chính. Bởi vì án sau này là phục vụ công tác thanh tra kiểm tra thì vừa đảm bảo cái nguyên tắc đúng đủ điều kiện, và cái thứ hai nữa là đối với doanh nghiệp thì nó cũng phải đảm bảo theo các cái điều kiện quy định. Qua hơn 4 tháng triển khai, đã có 4 ngân hàng hỗ trợ lãi suất với dư nợ gần 140 tỷ đồng cho 12 khách hàng. Công tác triển khai rất tích cực, nhưng kết quả cho vay hỗ trợ lãi suất của các ngân hàng thương mại vẫn còn hạn chế. Chúng tôi sẽ
tăng cường chỉ đạo các ngân hàng thương mại rà soát, thế rồi là chủ động tích cực xuống gặp gỡ các khách hàng để vận động khách hàng không e dè. Làm sao mà đối tượng được hưởng rồi thì chúng ta sẽ đẩy mạnh tổng hợp các cái ý kiến kiến nghị của các ngân hàng thương mại, các đối tượng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh để báo cáo với thống đốc ngân hàng nước và báo cáo với chính phủ để xem có cái phương pháp, có cái thể là điều chỉnh hoặc là tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho như vậy là các đối tượng được hỗ trợ lãi suất. Đây là chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, là nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện khẩn trương quyết liệt để hỗ trợ phục hồi nhanh nền kinh tế. Vì vậy, các ngân hàng tiếp tục rà soát các khách hàng hiện hữu thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31 để nắm bắt và thông báo, hướng dẫn khách hàng về hồ sơ, thủ tục được hỗ trợ lãi suất theo quy định. Có như vậy, việc triển khai nghị định mới đạt hiệu quả đúng quy định. Những năm qua, nhờ nghị lực vươn lên phát triển kinh tế và những sáng tạo trong nghề đan thủ công mỹ nghệ, bà Phạm Thị Lự ở thôn Ngọc Trúc, xã Minh Hoàng, huyện Phù Cử đã giúp đỡ hàng trăm người phụ nữ khác tại địa phương thoát nghèo. Trước đây, gia đình bà Nguyễn Thị Thắm là hộ nghèo ở xã Minh Hoàng, kinh tế gia đình chỉ có 3 sào lúa. Từ năm 2017, bà Thắm đã bỏ làm nghề nông nghiệp nhỏ lẻ và đến lớp học nghề đan bèo Tây do bà Phạm Thị Lự phụ trách. Mỗi ngày bà Thắm có thể đan được 50 sỏ, thu nhập thêm từ nghề đan bèo trung bình 4 triệu đồng trên tháng. Giờ đây bà Thắm có thể tự đi nhặt bèo để đan và truyền dạy nghề đan này cho các học viên khác. Từ ngày đan đến giờ thì giúp cho tôi được kinh tế gia đình nó nâng lên, mà tôi cũng rất biết ơn cô Lự lên dạy bảo chúng tôi làm cái nghề này. Tôi cũng không cấy ruộng mà tôi tập trung vào cái nghề này, thu nhập thì nó cũng cao hơn là cấy. Hiện nay bà Phạm Thị Lự là tổ trưởng thủ công mỹ nghệ thôn Ngọc Trúc. Nghề đan bèo Tây xuất phát từ chính nghị lực vươn lên thoát nghèo của bà. Xã Minh Hoàng vốn là vùng đất thuần nông, mỗi năm có 2 vụ lúa. Ngoài thời gian làm 2 vụ lúa, người phụ nữ luôn loay hoay để mưu sinh. Nghề đan bèo Tây của bà Lự có thể làm quanh năm, tuy nhiên lúc đầu đã gặp không ít những khó khăn. Khó quan trọng nhất ấy là khó khăn là về lứa tuổi các bà các chị. Vì lứa tuổi từ 50 đến 75 tuổi là cái lứa tuổi mà đã các chị đã gần như là lão hóa dần đấy. Nên là cái nhận thức rất là chậm mà làm những sản phẩm như vậy là không được đẹp. Nên là chính vì thế cho nên mình phải kiên trì và nhiệt tình, tâm huyết, sự đam mê đó. Cho nên mới thành công đến ngày hôm nay và giúp các bà các chị có cái nghề để xóa đói, giảm nghèo. Từ năm 2017, khi có đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, bà Phạm Thị Lự mở thêm 6 lớp dạy nghề miễn phí với gần 200 học viên chuyên đan đồ thủ công mỹ nghệ, đan bèo Tây, đan cói, đan nhựa. Tổng công ty Mây Tre Phú Minh tỉnh Hưng Yên thu mua và được xuất khẩu sang các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và các nước châu Âu. Những phụ nữ nghèo giờ đã có thêm thu nhập bình quân từ 3 đến 5 triệu đồng một tháng. Vừa qua, bà Phạm Thị Lự là một trong 10 phụ nữ tiêu biểu toàn quốc được Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam trao bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Giao cho các chi hội là phải tuyên truyền vận động hội viên tham gia vào cái tổ đan thủ công mỹ nghệ do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đứng lên để cho chị em có thêm thu nhập. Vận động hội viên áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi vào sản xuất thâm canh nhằm phát triển kinh tế gia đình. Giờ đây lớp học đan bèo Tây của bà Phạm Thị Lự giúp những phụ nữ nghèo có được việc làm, khích lệ họ vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình là điều kiện cần để địa phương xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu. Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Yên Mỹ vừa phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2022. Ngày hội hiến máu với chủ đề Hiến giọt máu đào trao đời sự sống đã thu hút trên 500 người tham gia, chủ yếu là cán bộ các cơ quan, đoàn viên thanh niên, giáo viên, hội viên, công nhân lao động và nhân dân trên địa bàn huyện. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã thu nhận được hơn 400 đơn vị máu, trong đó có nhiều người tham gia hiến máu gần 20 lần như anh Luyện Văn Hùng, công an huyện, chị Nguyễn Thị Hảo, xã Ngọc Long, chị Hoàng Thị Thúy ở xã Lý Thường Kiệt. Những giọt máu hồng tình nguyện thu được sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện hiện nay, đồng thời mang lại niềm tin, hy vọng về sự sống cho các bệnh nhân. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên như ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn, trang fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV hoặc kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV.